Xin chào bạn, chào mừng quay trở lại kênh máy tính. Video này tôi sẽ mở một món đồ tôi mua trên Shopee về. Món thứ ba của tôi trong tuần này mua ở nội địa Trung Quốc về nhỉ. Nó gửi từ Đồng Quan City. Nó là kính cường lực này, ốp của Renault này, của A5. Rồi là đó, ốp với kính cường lực này. Tổng cộng giá nó đến đây cả ship là 92.650 đồng. Rồi bây giờ tôi sẽ mở hộp nhé. Đây, đây là cái dán này. Đây, tổng cộng là có 3 cái ốp của A5. 3 cái ốp này của A5 nhé. Bên trong này là kính cường lực. Bên trong này là kính cường lực và cái dán nó cho rất nhiều. Kính cường lực một set của A5 này, cái này của A5 này. Cái này của A5 nốt, hai cái loại của A5 này. 3 cái của A5. Của A5 hết nhá. Tổng cộng 4 cái cường lực, 3 cái ôm, 90 mấy ca cả tiền ship. Ok, nếu bạn thích những sản phẩm này, muốn mua giá rẻ này, bạn mua dùng dần thì bạn bấm cái link bên mô tả bên dưới đi nhá. Mình sẽ để cái link để mua sản phẩm này, các bạn đặt mua hàng thì khoảng 1 tuần thì nó sẽ đến nhá. Vì cái link hàng này nó ở bên nội địa Trung Quốc, nó giao hơi lâu một tí. Rồi, mình xin tạm dừng video đây. Các bạn nhớ like, chia sẻ video, đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.